Khi mà chúng ta chuẩn bị mà xây nhà ấy thì ta cần phải phá bỏ cái nhà cũ đi đúng không ạ? Thì để mà phá bỏ cái nhà cũ đi thì chúng ta phải chuyển đồ đạc ra bên ngoài rồi chuyển bàn thờ ra bên ngoài đúng không ạ? Thì khi nào thì chúng ta bắt đầu làm cái việc như thế? Thì cái động tác lúc làm đấy người ta gọi chung là dọn dẹp mặt bằng đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm một nghi lễ, làm lễ giải xá, chúng ta giải xá cho cái bát hương, giải xá và xin phép gia tiên, thần linh, thổ địa là chúng con xin phép được làm cái nghi lễ để mà dọn dẹp cái mặt bằng. Thì hôm nay thì xin các cụ là được chuyển cái đồ đạc trong gia đình ra một cái nơi khác để cất giữ, và cũng xin giải xá cái bát nhang để sau này khi mà xây dựng cái nhà cửa xong thì lại tôn cất lập thờ lại chư vị tôn thần cũng như là gia tiên. Anh chị cứ tỉa hết chân nhang, bỏ hết cốt bát nhang ra, bỏ hết tro ra, lau chùi bao sái lại, xong rồi đóng vào một cái hộp để ở nơi cao ráo cẩn thận. Đến khi nào chúng ta về nhà mới, chúng ta lại mang toàn bộ đồ rồi cúng ra, cái gì dùng thì dùng, cái gì không dùng thì chúng ta có thể cúng tiến lên chùa hoặc là để gọn vào để sau này dùng một việc khác, còn nếu không thì thả sông. Sau đó giải xá bàn thờ xong thì chúng ta sẽ chuyển dịch toàn bộ những cái đồ đạc, chuyển dịch toàn bộ những cái vật dụng cá nhân nào mà có sử dụng thì chúng ta coi không sử dụng gì cho, còn gì mà dùng thì chúng ta sẽ chuyển dịch toàn bộ ra khỏi cái mặt bằng hay cái không gian đó đúng không ạ? Sau khi nó còn lại một cái nhà trống thì chúng ta sẽ tiến hành phá dỡ. Anh chị dọn dẹp mặt bằng ở đây nó bao gồm cả cái động tác phá dỡ cái nhà cũ, bởi vì là khi mà động thổ thì nó cần cái một cái mặt bằng hoàn chỉnh và mặt bằng trống để cho là dương khí nó trả vào trong đó.